Xin chào tất cả mọi người. Dạo gần đây mình có rất là nhiều chuyện buồn, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn tự mình trải nghiệm đi ra ngoài biển, sau đó thì mình sẽ đi vào rừng. Hãy cùng mình khám phá khung cảnh đẹp thiên nhiên nhé. Sau khi một người đồng nghiệp của mình mới vừa qua đời khoảng 3 tuần rồi, mình học ra kinh nghiệm cho mình là nếu như bạn có ước mơ, bạn có mục đích riêng của mình thì hãy cố gắng thực hiện nó. Bởi vì khi mình không biết được chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, giống như người bạn đồng nghiệp của mình làm chung với mình được 4 năm rồi, đùng một cái người ta qua đời. Bây giờ những ước mơ và những mục tiêu của anh ta không được thực hiện. Cho nên đây cũng là một bài học để mình trải nghiệm là nếu như bạn có ước mơ thì hãy thực hiện nó, hãy làm điều đó, đừng để cho bất cứ ai ngăn cản chính bạn. Bây giờ là 7 giờ sáng, mình đang bắt nước để chuẩn bị pha cà phê với lại pha trà. Mình xin mời các bạn cùng nhau uống trà với uống cà phê với mình nha. Bà ngoại của mình quá, mà bây giờ bà ngoại của mình đã 93 tuổi rồi, nhưng mà mình cũng biết là con người sinh lão bệnh tử, trước sau gì cũng phải chết, mình cũng phải chấp nhận cái điều này. Thank you.
Mình chắc chắn là các bạn đã từng xem những cái video mà mình đã đăng, thì các bạn cũng thấy là gia đình của mình là một gia đình rất là khá giả, nhưng khi mà gặp chuyện sự cố gì á thì họ không có giúp đỡ mình. Mình cũng hơi buồn ở chuyện đó, nhưng mà không sao, tự mình phải giải quyết thôi. Mình đã nỗ lực và làm việc rất là siêng năng tại chỗ làm của mình, cho đến một ngày mình nhận ra bây giờ là lúc mình phải tự mình phát triển và làm những công việc mình yêu thích. Cho nên mình sẽ dành thời gian đi du lịch và làm những cái video để làm kỷ niệm. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cái bờ biển có tên là Gà Ba. Đây là cái bờ biển mà rất là nhiều người ra ngoài đây để đánh bắt cá, với lại họ đến đây họ câu cua đó và họ bắt sò. Mỗi lần có chuyện buồn, cách mà để mình giảm stress đó là mình đi ra ngoài biển hoặc là mình đi lên rừng để mình tự hòa mình vào với thiên nhiên. Ai trong đời cũng sẽ phải trải qua những câu chuyện buồn, nhưng mà nếu như bạn gặp chuyện buồn giống như mình thì hãy cố gắng đứng dậy và cùng khám phá những nơi thiên nhiên giống như ở biển hoặc là ở rừng, để bạn có thể trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn và quên đi những chuyện buồn trong cuộc sống.
Hồi sáng giờ mình đi vào biển thì cũng hơi đói bụng rồi. Bây giờ mình sẽ nấu ăn, mình sẽ nấu mì với lại thịt bò. Mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình nha. Too small. Female.
Hồi nãy mình đi ra biển rồi đúng không? Bây giờ mình xin mời các bạn cùng theo chân mình đi vào rừng. Ở trong rừng thì có những cái bờ suối rất là đẹp và mình giao suối để mình tắm nha. Sau đó thì mình sẽ tập bắn súng nữa. Bây giờ thì trời cũng chập tối rồi nha mọi người, mình phải đi kiếm củi để mình nhóm lửa để cho mấy con thú rừng nó không có đến gần mình, với lại nấu ăn luôn.
Sau khi người bạn đồng nghiệp của mình qua đời, mỗi ngày khi đến chỗ làm mình đều đối diện với sự thật. Mình luôn phải nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục công việc của mình. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ trút hết những nỗi buồn của mình vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm chỉ có một mình ở trong rừng. Khóc một mình, nhưng mà sau khi khóc xong thì những nỗi buồn này sẽ vơi đi. Một ngày trải nghiệm cực kỳ thú vị khi mà đi ra biển rồi lại đi lên rừng tập bắn súng và ra ngoài suối và nhóm lửa để nấu ăn. Thì các bạn thấy đó, mình đã vượt qua một cái cuộc thử thách gọi là với chính bản thân của mình.